để thay đổi không khí trong ngày hôm nay. Chúng con xin mời quý cha và toàn thể cộng đoàn thưởng thức những làn điệu múa đặc sắc của các cô gái đến từ nhóm Hà Tĩnh thân yêu. Vâng, tiết mục múa Lung Linh Đất Trời, Biên Đảo Hoa Tranh, âm nhạc Việt Event Center. Xin mời quý cha và toàn thể cộng đoàn cùng thưởng thức.